Tìm ăn đồ nướng mà thích ăn đồ tươi đồ hết rồi rơi hết chân tay của các bác lên đi ạ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác một quán bán đầm bò nướng tươi ngon đỉnh của chó mà cực hiếm ở Hà Nội. Tên quán là A Bò địa chỉ ở 67 Ngô thì Nhậm. Đã đi ăn review cho các bác thì hôm nay tôi ăn cả lẩu và nướng. Trước tiên ăn nướng phải mặc cái yếm đã để yên tâm khi ăn không bị ám mùi. Cho các bác tận mắt nhìn quán đầm bò nướng tươi ở đây. Nhìn rồi thì cũng phải cho vào bếp nướng. Theo như kinh nghiệm lâu năm ngồi nướng thịt ở trên chảo, quán có nước sốt ngon là phải xin cả ca rồi đổ vào nướng cùng với thịt đảm bảo ăn ngon nhất cái nách. Nhìn miếng thịt đậm sốt mà chảy nước miếng chảy nước miếng. Đi kèm theo set có sốt phô mai trùng muối béo ngậy. Anh chí cho chút mozzarella vào. Chấm miếng bò và kéo sợi mà đến mê. Ăn miếng bò mềm ngọt thì vị chua chua của sốt me rồi vị mặt ngọt của sốt phô mai trùng muối ăn đến ưng cái mì cứ có sốt ngon là không thể thiếu được bánh mì bánh mì chấm sốt me ăn vào việc phết bánh mì chấm sốt phô mai trùng muối cũng không kém phần nhìn béo ngậy nhưng ăn không hề ngấy tôi phải gọi thêm một cái bánh nữa ăn cho nó đã cái nư nhìn miếng năm nay không phải nằm bò đâu nầm heo xịn đây các bác ạ nhìn miếng nầm nó phải ngon như thế này mới là chuẩn chấm với muối ớt xanh cay cay, cay vừa phải ăn dai giòn sần sần đi kèm đồ nướng có cả rau cuốn đầy đủ cứ có cái gì ăn được ở trên bàn là vào bụng hết tôi thôi nhìn tôi cuốn hơi tham nhưng mà ăn đã cái miệng lắm chỗ còn lại tôi để thằng cameraman ăn nốt giờ là tôi chuyển sang món lẩu tôi gọi một nồi lẩu chim món này ở đây thì khá nổi tiếng rồi dùng thanh mát đồ ăn có mọc và chim câu nước lẩu đây tôi không biết vị mô tả như thế nào chỉ biết là ngon uống đến cạn nước lẩu tiếp theo là mình sẽ ăn món chim câu thì chim càng nấu chín thịt càng hồng chấm cùng với múa tiêu chanh đúng chuẩn tôi ăn thấy thịt ngon chắc ngọt thịt món này ăn đũa khó chịu lắm tôi khuyên thật lòng với các bác dùng tay ăn món này cho thoải mái nếu mọc ở đây được làm to vị vừa miệng thơm mùi nấm hương thịt săn không bị mỡ giá đồ ăn tôi thấy nhỉnh hơn so với mặt bằng chung khẳng định luôn có này được điểm ở thịt tươi nên giá như vậy cũng là chuyện bình thường